không thể tưởng tượng được kinh tế suy thoái. Mọi người nhìn Takashimaya nè. Đây, bây giờ là 10 giờ kém 5. Không có con ma nào luôn má ơi. Trời ơi, kinh khủng, kinh tế suy thoái quá. Bây giờ không ai có tiền đi chơi, không có tiền đi mua sắm, không có tiền đi chơi cuối tuần luôn. Chưa bao giờ mà mình phải chứng kiến cái cảnh mà Takashimaya không có khách hàng như vậy luôn. Bây giờ mà không có tiền để dành á, banh xác. Cũng may mắn là mấy năm ngoái mình kiếm được tiền thì mình đưa cho mẹ mình giữ, cho nên bây giờ là mình còn có tiền xài đó nha. Bạn bè nhắn tin mượn tiền miết à, mà thiệt ra giờ có tiền cũng không dám cho tụi nó mượn. Mượn rồi tiền đâu tụi bay trả, chừng nào tụi bay mới trả được. Thời điểm này lừa gạt rất là nhiều, cẩn thận nha, nhất là những cái cơ hội kiếm tiền này kia. Một người bạn của mình là nhãn hàng đã từng làm ăn rất là được, uy tín lẫy lừng luôn, bây giờ nguyên một group bốc phốt thiếu nợ mấy chục người lên tới vài tỷ đồng. Thời điểm này mọi người ơi, tiết kiệm, đừng có mở kinh doanh cái gì mới hết trơn á, rất là nhiều rủi ro. Hồi xưa mày đi vô mấy chỗ này nè má, kiểu gì tao cũng vô tao nghe, nhiều khi tao hứng tao mua, giờ tao không thèm nhìn luôn, giờ tao không dám nhìn. Vô đây điên vòng cho nó ốm bớt thôi, tập thể dục thôi chứ không mua sắm gì hết nha. Các bạn ơi, kinh tế đang thật sự là khó khăn luôn. Doanh thu của hầu hết tất cả ngành nghề đang giảm từ 70-80%. Nếu bây giờ bạn vẫn còn cái công việc ổn định đó là một sự may mắn. Và kiếm được tiền nhớ để dành nha. Cuộc sống này vô thường lắm, không biết được là nay có mai mất như thế nào. Nhớ để dành tiền để qua được cái mùa này nha mọi người.